tương lai Tô Đại sẽ ra sao khi ăn đòn liên hoàn cước. Cuối năm 2023, hãng tin quốc tế Bloomberg đã phân tích về tình hình chính trị Việt Nam, đề cập những dấu hiệu đấu đá nội bộ trong thượng tầng lãnh đạo và cho rằng sinh mệnh chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính chênh vênh theo sự trồi sụt của nền kinh tế và những bất ổn nội bộ đang có vẻ không tốt đẹp. Theo Bloomberg, những bất đồng về quan điểm trong ban lãnh đạo của Việt Nam hiện nay giữa các phe cánh trong nội bộ đảng không có dấu hiệu thuyên giảm. Đặc biệt, cộng đồng mạng chú ý đến mối quan hệ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và một nhân vật có quyền lực bao trùm hiện nay là Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Thanh tra Chính phủ đang yêu cầu tỉnh Hưng Yên kiểm điểm liên quan đến các vi phạm tại 19 dự án. Báo Dân Việt vào ngày 27 tháng 2 đưa tin, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên kiểm điểm liên quan đến vi phạm tại 19 dự án. Bản tin cho biết, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số thiếu sót vi phạm tại 19 dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý. Điều vừa kể trên có liên quan gì đến cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay hay không? Bởi ông Tô Lâm quê Hưng Yên, mà theo giới phân tích, ông đang cố gắng tỏ ra là một ứng viên sáng giá đối với chiếc ghế quan trọng bậc nhất này. Trong lúc các ứng viên khác như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính được cho là có nhiều khả năng hơn, bởi họ nằm trong tứ trụ, là nhóm quyền lực lớn nhất hiện nay trong Bộ Chính trị. Bộ Công an dưới thời ông Bộ trưởng Tô Lâm có một số lượng lớn lãnh đạo là người đồng hương Hưng Yên với ông, nhiều tới mức có những rèm pha cho rằng muốn làm lãnh đạo Bộ Công an lúc này thì phải có bằng C tiếng Hưng Yên. Một người đồng hương và cũng là đồng minh thân cận của Tô Lâm, đó là Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam hiện nay, ông Đỗ Tiến Sĩ. Ông Sĩ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và là cựu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Trước Hội nghị Trung ương 7 năm 2023, ông Sĩ đã cho đăng bài "Chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ đức, đủ tài" vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 lên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây được coi là một thông điệp mà Tô Lâm gửi tới Tổng Trọng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hãng tin quốc tế nói trên từng đánh giá về việc hai ông Phó Thủ tướng bị đánh văng ra ngoài. Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 thì đến lượt ông Phúc, Chủ tịch nước, cũng bị cho thôi chức vì ông này là một trong những người nhòm ngó cái ghế Tổng Bí thư mà ông Trọng đang ngồi. Theo giới quan sát, điều đó cho thấy đã trở thành một thông lệ, bất kỳ đồng chí nào giáp tâm dòm trước ghế Tổng Bí thư của ông Trọng thì rồi sẽ bị loại bỏ không thường tiếc. Các nhân vật như Đinh Thế Huỳnh, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc là những minh chứng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, được cho là em gái mây mưa của Thủ tướng Chính, đã trở thành yếu huyệt của ông. Phạm Minh Chính đã trở thành cái gai trong mắt ông Trọng. Kể từ Hội nghị Trung ương 5 đến Trung ương 7 khóa 13, ông Chính đã phải liêu xiêu bất an bởi Tổng Trọng không giấu giếm mục tiêu hất Thủ tướng Chính để củng cố vị thế cho Vương Đình Huệ. Ông Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu của Singapore từng nhận định như sau: một số đảng viên cấp cao muốn ông Chính bị hất cẳng vì nếu ông Chính còn ngồi đó, ông ta có thể là chướng ngại vật cho người khác. Tổng Trọng đã nỗ lực thúc đẩy truy bắt cho bằng được bà Nhàn kể từ giữa năm 2022 trước Hội nghị Trung ương 7 khóa 13 vào tháng 5 năm 2023. Tổng Trọng cũng đã không hề giấu giếm điều vừa kể trên khi công khai khẳng định với cử tri Hà Nội rằng trốn cũng không thể trốn được. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Giới thảo tin tiết lộ trước sự lộng hành của Tô Lâm, Tổng Trọng muốn đưa Phan Đình Trạc vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay cho Tô Lâm. Do vậy, cú đánh bồi của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Hưng Yên kiểm điểm liên quan vi phạm tại 19 dự án cũng là động thái nhắm đến Tô Lâm. Từ cuối năm 2023 cho đến nay, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có những động thái bất thường. Ông liên tiếp bắt giữ và mở rộng điều tra đối với các quan chức cấp tỉnh có liên hệ với quan chức cấp cao. Vụ bắt giữ ở Lâm Đồng, địa bàn của bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, là một ví dụ.
đó là lý do vì sao khả năng Tô Lâm sẽ rất chật vật để trụ lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14 là điều dễ hiểu. Và rất có thể tới đây Tổng Trọng sẽ tiếp tục tạo thêm áp lực loại Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí Thư. Ông Phạm Minh Chính, cựu trưởng ban tổ chức Trung ương, là lãnh đạo cũ của bên đảng. Hơn nữa, ông chính là phó trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 13, cánh tay phải trong công tác nhân sự cho Tổng Trọng. Mà đến nay, ông Chính cũng liêu xiêu là điều không thể coi nhẹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tương lai Tô Lâm sẽ ra sao khi ăn đòn liên hoàn cước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đằng sau việc kê khai tài sản, Tô Đại tướng tự vạch áo cho người xem lưng những gì? Công khai minh bạch của quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng ở mọi quốc gia, kể cả ở Việt Nam. Song ở Việt Nam cũng như mọi vấn đề khác, kê khai tài sản chỉ mang tính hình thức và chỉ nhắm vào giới chức ở cấp thấp, còn những cán bộ là đảng viên có chức quyền thì ít khi họ kê thật. Xác minh thu nhập tài sản của 8 trưởng phòng thuộc Bộ Công an Việt Nam. Tờ báo Lao động vào ngày 23 tháng 2 cho hay xác minh thu nhập tài sản của 8 trưởng phòng thuộc Bộ Công an. Bản tin cho biết vào ngày 23 tháng 2, Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định về việc xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong ngành công an vào năm 2024. Theo đó, qua bốc thăm ngẫu nhiên, Thanh tra Bộ Công an đã chọn ra 8 trưởng phòng để xác minh tài sản thu nhập. Các vị này thuộc các đơn vị như Cục An ninh Điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự, vân vân. Theo giới quan sát, đây là năm thứ 3 Thanh tra Bộ Công an tiến hành xác minh kê khai theo quy định của luật phòng chống tham nhũng. Nhưng việc tiến hành không theo đại trà theo quy định mà chỉ bốc thăm để chọn ra 8 cá nhân. Điều này cho thấy việc kê khai tài sản vẫn chỉ nặng về tính hình thức. Nhất là vào thời điểm này, chuyện cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ, đặc biệt là những bất động sản rất lớn, sang trọng, bị thâu tóm trong suốt một thời gian rất dài. Tại sao không bị phát hiện ra? Đây là nghi vấn mà dư luận xã hội đang đặt ra đối với ngành công an, mà cụ thể là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm. Hay như trong vụ án chuyến bay giải cứu, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bị khởi tố bắt giam về tội nhận hàng chục tỷ đồng để mà chạy án. Trong quá trình khám xét tư gia, công an đã thu hàng trăm cây vàng, một số lượng tiền đô la không hề nhỏ. Với mức lương mà ông có, thì đây là khoản tiền rất lớn, không thể giải thích. Đó là minh chứng cho thấy việc kê khai tài sản cũng giống như việc kiểm tra nguồn gốc của tài sản của Bộ Công an lâu nay rất có vấn đề, thường bỏ qua bằng rất nhiều cách khác nhau. Và như vậy, cán bộ tiếp tục tham nhũng, ăn hối lộ. Trong khi việc công khai minh bạch tài sản của quan chức là một yêu cầu bắt buộc được quy định cụ thể của Bộ Chính trị về việc kê khai tài sản là điều bắt buộc đối với cán bộ, lãnh đạo. Dù rằng các cơ quan của Đảng và chính quyền Việt Nam đã ban hành rất nhiều quy định yêu cầu lãnh đạo phải kê khai đúng, đủ các biến động về tài sản hàng năm, thậm chí là 6 tháng đối với các công chức, công tác trong những ngành dễ tham nhũng, có nghĩa là rất gần với đồng tiền và rất dễ bị mua. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng là người tai tiếng với cú đúc thịt bò rát vàng tại London. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, việc Bộ Công an chủ động vạch áo cho người xem lưng là điều không bình thường. Tình trạng che giấu tài sản, kê khai không trung thực của các quan chức, công chức là rất phổ biến. Thậm chí lãnh đạo cấp cao nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không gương mẫu, không chịu kê khai tài sản của mình. Giới thạo tin tiết lộ căn biệt thự số 5 phố Thuyền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đứng tên chủ sở hữu là vợ Tổng Bí thư, bà Ngô Thị Mân, do Văn phòng Trung ương Đảng thanh lý với giá có 96 triệu đồng, thời điểm 2011, hiện có giá trị thị trường không dưới 3,6 triệu đô la.
Ngoài ra, Tổng Bí thư còn nhận những món quà có giá trị rất lớn do đàn em thân cận cống nộp. Ví dụ như thông tin cho thấy những khu biệt thự tại khu đô thị Shibuya Nam Thăng Long mà con trai ông Tổng Bí thư là Nguyễn Phú Trường đang ở hiện nay là một trong hai căn biệt thự là quà biếu của tập đoàn Shibuya Indonesia có giá trị hơn 2 triệu đô. Và chắc chắn Tổng Bí thư sẽ không kê khai tài sản này. Đây là câu hỏi mà dư luận cũng đang đặt ra với ông Tổng Bí thư. Hơn thế nữa, nếu kiểm tra việc kê khai tài sản của bất kỳ quan chức nào thì dễ dàng phát hiện ra những sai phạm, nhất là chỉ thị của Đảng đã nhấn mạnh rằng nếu không trung thực kê khai với tổ chức sẽ là vi phạm nghiêm trọng. Như vậy, việc Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 tháng 10 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Lý do ông Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định trong việc kê khai tài sản. Ông này có đến hơn 3.000 tỷ gửi tại ngân hàng và một số cổ phiếu trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Một số tiền khổng lồ với mức lương của công chức hiện nay tại Việt Nam. Thư kiến nghị gửi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ông cũng phải công khai tài sản làm gương. Đó là những động thái cho thấy việc chủ động tấn công các đối tượng và đối thủ chính trị của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là điều sẽ xảy ra trong một tương lai rất gần. Cũng xin được nhắc lại, Thường trực Ban Bí thư khóa 12, ông Trần Quốc Vượng trước đây đã từng cảnh báo về sự tha hóa, biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ, cũng như lãnh đạo các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Tại Hội nghị Toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng có nói rằng, đây là vấn đề quan trọng, cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay, sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mặc máy bay đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu, ta không làm tốt, thì ta tự lật đổ ta thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin đằng sau việc kê khai tài sản, Tô Đại Tướng tự vạch áo cho người xem lưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de